60 tuổi nên làm gì? Hai thứ không kết giao, hai thứ không đụng vào. Điều thứ tư, mọi độ tuổi đều phải tránh xa. Kính thưa quý vị, một khi bước qua tuổi 50, con người ta sẽ hiểu thế nào là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta đã nhìn thấu hồng trần, không còn tranh giành hay tranh đấu với ai nữa. Ta bắt đầu sống vững tâm ở độ tuổi mạnh. Đến tuổi 60, chúng ta nên tập thói quen, mặc kệ những lời nói ngoài tai. Dù người khác nói gì, ta cũng nên lắng nghe với tâm hồn cởi mở, đừng kích động và bình tĩnh suy nghĩ. Ở tuổi lục tuần, ta hãy là người kiệm lời, đừng gây sự hay là gây rắc rối cho con cái của chúng ta. Người ở độ tuổi 60 đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, chứng kiến nhiều câu chuyện ở đời. Vào độ tuổi tiền bối này, nếu muốn sống an yên, vui vẻ suốt quãng thời gian tuổi già thì không nên vi phạm những nguyên tắc này. Hai điều không được kết giao, hai thứ không được đụng vào. Hai điều không được kết giao. Một, không kết giao với lợi ích. Người xưa có câu, tiền bạc càng vay càng mỏng, tình cảm càng mượn càng nhạt. Trên thực tế, một khi con người bước qua tuổi 60, đồng nghĩa với việc họ đã già. Có rất nhiều việc họ không thể kiểm soát và giải quyết như khi còn trẻ. Thế nên, sau khi bước qua tuổi 60, chúng ta phải biết bình tâm hơn. Bản chất của lợi ích là đòi hỏi sự trao đổi giữa hai bên với nhau. Một khi bạn không có giá trị nữa, thì sẽ rất ít người đuổi theo và coi trọng bạn. Người đến tuổi 60, cơ thể bạn đã già, tư tưởng và cả năng lực cũng dần suy thoái. Bạn không có nhiều giá trị như xưa nữa. Làm thế nào mà người khác có thể trao đổi lợi ích với bạn? Thế nên, một khi đã tới tuổi 60, đừng kết giao với hai từ lợi ích, bởi vì năng lực của bạn không còn được coi trọng nữa. Bây giờ đã không còn trẻ nữa, bạn đừng cố ép bản thân, hãy để tâm hồn thư thả và học cách đối xử tốt hơn với chính bản thân mình. 2. Không kết giao với sự tranh luận. Một khi đến tuổi 60, chúng ta không nên cãi vã, cáu gắt, kích động. Hãy học cách bình tĩnh để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. 60 là tuổi mặc kệ lời ngoài tai, không phải tuổi xông pha chiến trường. Thế nên sự yên ổn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Mặc kệ lời ngoài tai, ở đây là khuyên bạn không nên tranh luận với người khác. Thắng một cuộc tranh luận đối với bạn cũng chẳng có lợi gì cả. Bạn đã 60 tuổi rồi, tốn hơi sức để tranh luận có ích gì không? Điều bạn cần làm là không cáu gắt, không bốc đồng. Những cuộc tranh luận vô nghĩa chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý và ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, có người chỉ muốn tranh luận vui. Dù biết mình sai, nhưng vẫn phải tìm cách phản bác. Đây là một thú vui không nên có, nhất là đối với những người tuổi xế chiều, kiệm lời vẫn hơn. Hai thứ không được đụng vào. Một, không đụng vào điếu thuốc. Ngay cả trẻ em cũng biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chất nicotine có trong lá thuốc có thể làm tăng nguy cơ bệnh tật, nhất là đối với người cao tuổi. Hút thuốc tuy rằng có vẻ ung dung nhẹ nhàng, nhưng thực chất người hút đang đánh đổi sự thoải mái đó bằng sức khỏe. Hút thuốc vừa không đem lại hiệu quả kinh tế, vừa gây phiền hà cho người khác. Thuốc lá không chỉ làm tăng chi phí sinh hoạt, mà bản thân người hút còn làm gương xấu cho thế hệ trẻ. Nói chung, một khi trên 60 tuổi, sức khỏe đã không còn tốt như trước. Vì vậy hãy cố gắng không đụng vào điếu thuốc. 2. Không đụng vào bài bạc. Sòng bạc không tình thương. Khi bước qua tuổi 60, con người cần phải có quyết tâm riêng, xây dựng cho mình cuộc sống về hưu thật phong phú. Ở cái tuổi đang hưởng thụ hạnh phúc gia đình thì hà cớ gì phải đụng vào những thú vui không lành mạnh. Người xưa có câu, 10 canh bạc, 9 canh thua. Câu này không phải là không có lý. Khi chơi bài, nếu để ý bạn sẽ thấy rằng cuối cùng không có ai thắng, thay vào đó người chơi chỉ biết chung tiền. Người trẻ còn biết rằng bài bạc chính là thủ phạm gây ra bất hòa trong gia đình.
Không lẽ người già lại không hay điều này? Thế nên, vì muốn con cái yên tâm, vì sức khỏe của chính mình và sự hòa hợp của gia đình, hãy tránh xa bài bạc dưới mọi hình thức. Tóm lại, đạo lý tuổi 60, không kết giao hai điều, không đụng vào hai thứ, thật sự rất có lý. Đến tuổi xế chiều, hãy tận hưởng cuộc sống của chính mình, bớt suy nghĩ để tâm bình an. Cho cơ thể. 2. Vitamin nhóm B. Thiếu hụt quá nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, có thể dẫn tới rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, chán ăn, táo bón. Bạn có thể ăn thêm khoai tây, đậu và một số loại ngũ cốc để bổ sung vitamin B cho cơ thể. 3. Chất đạm. Đạm là chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho cơ thể con người. Khi các cơ quan trong cơ thể già đi thì khả năng miễn dịch cũng suy giảm. Người già dễ bị thiếu hụt đạm do việc tiêu hóa, hấp thụ đạm kém, dẫn tới việc gầy yếu, trí nhớ kém, suy giảm hệ thống miễn dịch. Vì vậy nên bổ sung đầy đủ chất đạm thông qua các thực phẩm giàu chất đạm như trứng, cá, tôm, đỗ, lạc. Sau 50 tuổi là giai đoạn rủi ro cho sức khỏe con người. Một số chất dinh dưỡng dễ bị thiếu hụt cần được bổ sung kịp thời để tránh trường hợp tai biến của người già. Tuy vậy, vẫn cần hạn chế một số loại thực phẩm nhiều chất béo, nhiều đường và nhiều muối. Tóm lại, việc duy trì một chế độ dinh dưỡng đầy đủ kết hợp với một chế độ tập luyện vừa phải phù hợp với sức khỏe sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và sống lâu hơn. Một điều quan trọng không kém cho những người ở tuổi sau 50 chính là hãy luôn duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống. Coi bộ dễ xài hơn, cho tôi mượn nhé, tôi khỏi mất công mua. Học chuyên Anh mà, giúp tôi biên dịch 10 trang này từ Việt sang Anh nhé, nhanh mà. Cậu đang thiết kế, sẵn tiện giúp tôi làm cái poster luôn đi. Mai dán xong sớm nhé, mai tôi phải dùng rồi đấy. Mày có nhiều tiền thế, cho tao mượn ít có sao đâu. Đều là bạn bè với nhau, cậu giúp cô ta, không giúp tôi, vậy coi được sao? Vân vân. Nhưng đã nói, bạn giúp họ là vì tình cảm, không phải vì nghĩa vụ. Đừng để người khác nhầm lẫn và quen với việc coi lòng tốt của bạn là nghĩa vụ bạn phải làm, là chuyện đương nhiên mà họ phải được nhận. Đừng sống như một kẻ xấu xa không